Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, gà Excel hướng dẫn các bạn cách để làm việc với date tức là về ngày trong Excel qua 10 ví dụ chi tiết. Các bạn chú ý, mình sẽ để cái link tài file thực hành trong phần mô tả phía dưới video. Tốt nhất ý, là các bạn tải về, các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình. Đầu tiên, mình sẽ đi vào cái ví dụ thứ nhất là mình sẽ lấy ngày hiện tại và giờ hiện tại nhá. Để lấy ngày hiện tại thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm today nhá. Đấy các bạn sẽ bằng gì Các bạn sẽ bằng cái today đấy các bạn sẽ mở hoặc đơn đóng hoặc đơn đấy các bạn enter thì nó sẽ ra là gì ạ là ngày mùng một tháng 1 năm 2022 thì đây là cái ngày mà mình làm cái video này thì các bạn chú ý khi mà các bạn thực hành ấy, thì có thể nó sẽ ra kết quả khác nhé nó sẽ là ngày mà các bạn thực hành đấy tiếp theo ấy là cái ngày giờ hiện tại nhé thì để lấy ngày giờ hiện tại thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm Now nhé đấy các bạn sẽ bằng gì ạ? bằng Now đấy các bạn sẽ mở hoặc đơn đóng hoặc đơn các bạn enter Đấy thì nó sẽ ra là gì? Ra là ngày giờ hiện tại. Thì tại cái thời điểm mà mình ghi cái video này nó là 23 giờ 52 phút đúng không ạ? Đấy. Các bạn có thể gì ạ? Các bạn sẽ trỏ xuống cái thanh start bar này này. Đấy các bạn sẽ thấy nó gì? Đó là gì ạ? Nó là 11:52 PM đúng không ạ? Tức là gì ạ? Tức là 23:52 đấy. Đấy. Ok, sang ví dụ thứ hai là mình sẽ tính tuổi nhá. Thì ở đây mình sẽ có hai cái ngày sinh là một là ngày 18 tháng 10 và một bạn là 23 tháng 2 của năm 2001 và năm 1980 đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ cần tính tuổi nhá. Đấy, thì để tính tuổi ấy, các bạn sẽ dùng cái hàm biết ít nhá. Đấy các bạn sẽ bằng là gì ạ? Các bạn các bạn sẽ bằng cái hàm biết Thì riêng cái hàm biết này ấy, nó sẽ không gợi nhắc trong Excel mà các bạn phải gõ đầy đủ ra đây. Đấy các bạn sẽ mở học đơn ra. Đấy. Thì cái cú pháp của cái hàm biết này nó sẽ gồm ba cái thành phần. Thành phần thứ nhất ấy, là cái ngày bắt đầu chính là cái ngày sinh ở đây là OB11 đúng không ạ? Phải. Cái thành phần thứ hai ấy, là gì ạ? Là cái ngày hiện tại đúng không đấy các bạn sẽ gì ạ? các bạn sẽ dùng cái hàm tu đây mà ở ví dụ một mình đã nói rồi đúng không đấy các bạn phẩy này đến cái thành phần cuối cùng ấy, là các bạn muốn lấy thông tin về gì các bạn sẽ lấy về năm đúng không các bạn mở ngoặc kép ra các bạn sẽ gõ cái chữ y dài đây đấy các bạn sẽ đóng ngoặc kép đóng ngoặc đơn này lại đấy thì cái chữ y dài đấy nó viết tắt của cái chữ y là lấy năm đúng không đấy thì các bạn chú ý nhá ở đây là gì y là để lấy năm còn m là lấy tháng và chữ d là để lấy ngày d là date mà m là month đấy thì các bạn enter thì nó sẽ ra là gì là 20 thì các bạn chú ý nhé Tại sao nó lại ra 20 Tại vì là gì ạ Cái năm 2022 Và đây là năm 2001 Nhưng mà gì ạ Cái tháng ấy Thì cái tháng hiện tại mới là tháng 1 thôi Trong khi bạn này là tháng 10 Thì nó chưa đủ đến tháng 10 Chưa đủ đến ngày 18 tháng 10 Cho nên tuổi vẫn là 20 tuổi Đấy Thì khi nào phải sinh nhật cái bạn này ấy, Thì nó mới lên 21 tuổi đúng không Đấy các bạn sẽ kéo công thức này xuống Thì cái bạn ở dưới này sẽ là gì ạ Là 41 tuổi Đấy Ok, sang ví dụ thứ ba là mình sẽ tính số ngày giữa hai ngày. Giả sử như là diện các bạn có hai cái ngày khởi công của hai dự án nhé đấy thì bây giờ các bạn muốn tính là số ngày mà thực hiện đến thời điểm hiện tại đúng không đấy thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm biết ít nhé đấy các bạn sẽ bằng là gì ạ vẫn là cái hàm biết ít thôi thì cái hàm biết ít này là các bạn phải gõ đầy đủ cái tên hàm đấy các bạn sẽ mở ngoặc ra đấy thì cái ngày bắt đầu vẫn là cái ngày đây thôi đúng không đấy các bạn phải này đến cái ngày gì ạ ngày mà kết thúc chính là cái hàm tu đây bởi vì tính đến ngày hiện tại mà nhận tu đây các bạn mở đơn đó một đơn còn nếu như các bạn muốn tính từ ngày này đến một cái ngày cụ thể ấy, thì các bạn sẽ điền cái ngày cụ thể vào đây còn trong trường hợp này ấy, là mình sẽ thực hiện tính đến cái ngày cụ thể nhé đấy đấy các bạn phải này ở đây mình tính là gì các bạn chú ý ở đây mình tính là số ngày nhé số ngày thực hiện thì trong cái ví dụ thứ hai ấy, là mình tính tuổi nó sẽ khác đúng không ở đây là tính số ngày số ngày thì các bạn sẽ trả về cái thành phần thứ ba là các bạn sẽ dùng cái chữ d nhé đấy, d là date đúng không đấy các bạn sẽ mở một kép ra các bạn gọi chữ d đấy các bạn sẽ đóng một kép vào các bạn sẽ đóng một đơn lại các bạn enter thì nó sẽ ra là gì nhá? ở đây nó định dạng ngày tháng năm nhé các bạn sẽ đổi nó về general hoặc là năm bờ đều được đấy thì ở đây là gì là 17 ngày đúng không đấy từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 mà đấy các bạn kéo xuống đấy ok sang ví dụ thứ tư là các bạn sẽ tính số ngày làm việc giữa hai ngày thì giả sử có một cái dự án hay là một cái kế hoạch nào đấy mà các bạn sẽ làm từ ngày này đến ngày này đúng không? Bây giờ để tính cái số ngày làm việc thì các bạn lưu ý nhé. Cái số ngày làm việc tức là các bạn sẽ phải bỏ đi những ngày ví dụ như là ngày cuối tuần hoặc là ngày lễ nào đấy đúng không? Thì ở đây sẽ có hai cách là một là các bạn sẽ dùng cái hàm let quốc đây hoặc là các bạn sẽ dùng cái hàm let quốc đây chấm intl đúng không? Đấy. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cái hàm let quốc đây trước nhá. Đấy các bạn sẽ bằng này. bằng let quốc đây. Đấy các bạn ấn tab thì cái start date ấy chính là cái ngày bắt đầu này. Đấy, phải cái end date chính là gì ấy? chính là cái ngày kết thúc ở đây đấy phải cái thành phần thứ ba là cái holiday tức là những cái ngày nghỉ nhá thì các bạn chú ý nhé cái holiday này ấy, nó sẽ là gì ạ nó sẽ làm ở trong cái mở hoặc vuông và đóng hoặc vuông tức là nó sẽ là tùy chọn nếu như các bạn có một cái ngày holiday nào đấy ấy, thì các bạn sẽ nhập vào đây và các bạn sẽ lựa chọn còn nếu như các bạn để chống ấy, thì các bạn sẽ không tính ngày holiday đấy giả sử như nếu như không tính ngày holiday nhé các bạn sẽ đóng hoặc đơn này lại đúng không đấy thì với cái hàm netbook đây ấy, thì nó sẽ mặc định là gì ấy? mặc định cái ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ là gì là ngày nghỉ đúng không? Đấy, các bạn enter. Đấy thì nó sẽ ra là 10 ngày. Thì ở đây ấy, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12, thực chất là nó là hai tuần đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ trừ đi trừ đi gì? Trừ đi 4 cái ngày cuối tuần đúng không? Nó là hai tuần mà các bạn trừ đi 4 ngày cuối tuần là ngày hai cái tuần của thứ bảy và chủ nhật đúng không? Đấy các bạn sẽ kéo xuống. Đấy, thì ở đây nó là một tuần thì chỉ có 5 ngày làm việc thôi đúng không? Đấy, thì nó sẽ ra là 10 và 5. Bây giờ giả sử các bạn có một cái ngày holiday nhé ví dụ nó làm giữa hai ngày này đúng không? Ví dụ vẫn là tháng 12 này, ngày bao nhiêu? Ngày 23 chẳng hạn đúng không nhá? Ngày 23, mình, mình ví dụ thôi nhá. Năm 2021 đúng không? Đấy. Và một cái ngày nữa là gì ạ? Thì các bạn chú ý nhá, cái Excel của mình mặc định là tháng trước, Rồi đến ngày đến năm nhá. Thì nếu như các bạn là ngày trước rồi tháng thì các bạn sẽ nhập đúng là ngày rồi đến tháng. Excel của mình đang là tháng trước đúng không? Và ngày 24 chẳng hạn. 2021. Thì giả sử mình có hai cái ngày holiday là hai ngày nghỉ nhá. Thì ở đây các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ phẩy này. Đấy các bạn phải Các bạn sẽ bôi đen hai cái ngày nghỉ này đúng không? Thì nếu như đang là 10 thì nó sẽ giảm xuống thành 8 đúng không? Tại vì cái ngày 23 và ngày 24 sẽ là ngày nghỉ đúng không? Đấy các bạn enter này. Đấy các bạn thấy chưa? Nó sẽ trả về 8. Và các bạn kéo xuống đây nó sẽ trả về là gì? là còn lại 4 thôi. Đấy, tại vì sao lại 4 đó? Ở đây các bạn đang là sai nhá. Các bạn tích đúp vào đây. Thì tại vì tại vì cái holiday của mình ấy, lúc nãy là mình không cố định thì khi các bạn dịch công thức xuống dưới ấy, thì cái vùng này nó bị dịch theo đúng không? Cho nên công thức ở ô trên này các bạn tích đúp vào đây. Các bạn phải bôi đen gì ạ? đen cái vùng holiday này các bạn ấn F4 này cố định nhá. Đấy. Các bạn enter bây giờ các bạn kéo xuống thì nó chỉ còn ba thôi đấy các bạn thấy chưa thì như vậy số ngày làm việc ở đây là ba thì với cái hàm netbook đây nó sẽ có nhược điểm là gì ạ nó sẽ có nhược điểm là mặc định là cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật là ngày nghỉ trong trường hợp một số công ty nó lại chỉ nghỉ một ngày thôi ví dụ là chủ nhật hoặc là thứ bảy thôi hoặc là một cái ngày khác thì cái hàm netbook đây nó sẽ diện nó sẽ không thực hiện được đấy thì ở đây mình sẽ giới thiệu tiếp một cái hàm là netbook đây chấm diện chấm intl đúng không đấy các bạn sẽ bằng nhé bằng là netbook đây các bạn ấn mũi tên xuống và các bạn ấn tab thì với cái hàm này ấy, nó sẽ khác gì với cái hàm netbook đây nó sẽ có thêm một cái tùy chọn là cái weekend đấy thì ở cái hàm netbook đây cái weekend nó là cố định là thứ bảy và chủ nhật thì trong cái hàm này ấy, nó có chấm intl đây này thì nó sẽ có thêm một cái tùy chọn là weekend đấy thì cái start date vẫn là cái ngày bắt đầu ở đây là ob 22 đúng không phải cái end date ấy, chính là cái ngày kết thúc ở đây là c 22 đúng không đấy các bạn phải tiếp theo ở đây nó sẽ có tùy chọn là weekend này các bạn thấy chưa đấy, rất là hay thì nó giống như cái hàm network đây nếu như các bạn chọn tùy chọn là một tức là thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ đúng không đấy còn nếu như các bạn chọn tùy chọn khác ấy, thứ hai nếu như tùy chọn thứ hai ấy, là tức là số 2 thì ngày chủ nhật là ngày thứ hai đây đây là tiếng anh nhé tùy chọn thứ ba là ngày thứ hai và thứ ba sẽ là ngày nghỉ đúng không cứ như vậy nhé đấy hoặc là các cái tùy chọn dưới này nó chỉ có một ngày nghỉ thôi ví dụ tùy chọn 11 một là chỉ có ngày chủ nhật là ngày nghỉ thôi đấy tùy chọn 12 chẳng hạn thì chỉ có ngày thứ hai đấy bây giờ giả sử mình tích chọn vào tùy chọn 11 một nhé đấy các bạn tích đúp vào đây đấy thì như vậy mình chọn là gì cái weekend tức ngày cuối tuần chỉ là chủ nhật thôi đúng không đấy phải và cái thành phần holiday ấy, nó cũng giống hệt như cái hàm netbook đây kia thôi đúng không các bạn sẽ bôi đen hai cái ngày holiday này mình ví dụ thôi nhá còn thực tế các bạn sẽ có một danh sách các cái ngày lễ đúng không đấy ví dụ tết hoặc là ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 hoặc ngày mùng 2 tháng 9 đúng không đấy tùy thì các bạn sẽ ấn F4 để cố định gì vậy? cố định cái vùng holiday này lại đúng không đấy các bạn sẽ đóng một đơn này lại các bạn enter thì như vậy là gì ạ cái số ngày làm việc ấy, ở đây nó sẽ là 10 đúng không Tại vì sao ạ? Tại vì cái cái bạn này ấy, hai tuần nhưng mà gì ạ? Nó chỉ có hai ngày nghỉ là thứ là chủ nhật thôi. Bạn ấy không được nghỉ thứ bảy. Cộng với cả gì? Cộng với cả hai cái ngày lễ này thì đâm ra bạn ấy là gì ạ? Bạn này sẽ còn 10 ngày làm việc đúng không? Đấy, các bạn kéo xuống đây thì nó sẽ còn bốn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ok, sang ví dụ thứ năm ấy là mình sẽ tạo một cái danh sách các ngày làm việc mà không lấy ngày lễ nhá. Thì giả sử là gì? Ấy? Các bạn sẽ muốn tạo một cái ngày làm việc từ cái ngày bắt đầu. Ví dụ các ngày làm việc của một cái dự án nào đấy đúng không? Thì ví dụ mình chọn một cái ngày bắt đầu là ngày 20 tháng 12 năm 2021 và mình sẽ có một cái danh sách các ngày lễ ở đây thì mình sẽ chọn cái danh sách các ngày làm việc là gì ạ? Nó sẽ bỏ những ngày cuối tuần đi, tức là weekend đúng không? Thì ví dụ có thể là thứ bảy chủ nhật và các cái ngày lễ đấy thì để lấy được cái danh sách các ngày làm việc ấy thì các bạn sẽ dùng cái hàm gì ạ? Mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái hàm workday.intl đúng không? Đấy. Ví dụ cái ngày bắt đầu là ngày này nhá. Bây giờ các bạn sẽ chọn các cái ngày làm việc sau cái ngày bắt đầu này đúng không? Đấy. Bây giờ các bạn sẽ bằng này. Các bạn sẽ chọn là các bạn bằng cái hàm workday. Đấy các bạn ấn mũi tên xuống các bạn ấn tab nhá. Đấy. Thì cái thành phần của cái hàm workday.intl là gì ạ? Cái start date chính là ngày bắt đầu ở ô trên này là gì ạ? Là cái B27 này. Đấy, phải tiếp theo là cái số ngày tăng thêm đúng không ạ thì các bạn chú ý là gì mình đang tính cái ngày làm việc mà các bạn lấy danh sách thì số ngày tăng thêm sẽ là một ngày đúng không tức là diện nó sẽ lộ gối gối nhau tức là nó sẽ nối tiếp nhau đúng không đấy từng ngày một đấy các bạn phẩy cái gì ạ cái thành phần tiếp theo là cái weekend thì các bạn xem là diện nó sẽ bỏ đi những cái ngày cuối tuần đúng không thì đến ngày nghỉ thì các bạn phải nghỉ mà đúng không thì nếu như mà gì ạ ví dụ các bạn chỉ được nghỉ chủ nhật thôi thì các bạn chọn tùy chọn 11 nhé còn nếu như mà thông thường là nghỉ thứ bảy chủ nhật thì các bạn tích chọn là tùy chọn số 1 đúng không? Các bạn tích đúp vào đây là tùy chọn số 1 là gì ạ? Tức là ngày cuối tuần là thứ bảy chủ nhật và là ngày nghỉ đúng không? Phải. Tiếp theo là cái holiday thì giả sử mình sẽ có một cái danh sách holiday là ngày 23, 24 và 28 chẳng hạn đúng không? Đấy các bạn sẽ ấn F4 để cố định nhá. Riêng cái vùng holiday là cái vùng tham chiếu bên ngoài. Tại vì mình sẽ kéo danh sách các ngày làm việc mình kéo xuống dưới mà thì cái vùng holiday này nó sẽ không bị dịch đấy. Các bạn sẽ đóng mặt đơn này lại để xong cái hàm gì ạ? Hàn Quốc đây chấm intl đấy các bạn enter thì như vậy là gì? đến cái ngày làm việc sau là ngày 21 đúng không nó sẽ tăng lên một ngày mà đấy vậy các bạn sẽ kéo xuống ví dụ mình sẽ có từng ngày ngày đấy đến ngày 22 là gì? đây và các bạn sẽ xem nhé ngày đây các bạn chú ý này mình sẽ sang cái tháng 12 của năm 2021 nhé ngày 22 là gì ngày 22 là thứ tư ngày 23 24 24 là thứ sáu đúng không đấy thì các bạn chú ý ngày 23 và 24 ấy, nó lại là holiday cho nên nó chỉ làm đến ngày 22 thôi đúng không 23, 24 là ngày holiday Sau đó là diện đến ngày 25, 25 và 26 Thì nó lại là gì ạ? Nó lại là thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ đúng không? Và diện nó sẽ lấy tiếp là ngày 27 đúng không? Đến 28, 28 lại là cái holiday đây Đơn ra nó sẽ lấy không lấy ngày 28 Và 28 là ngày nghỉ Và nó lấy tiếp là ngày 29 Thì, đấy, thì đây là cái hàm mà để các bạn lấy danh sách các cái ngày làm việc nhé Ngoại trừ những ngày cuối tuần và những ngày holiday ra Đấy cái hàm này cũng rất là hữu dụng Là hàm workday.intl sang ví dụ thứ sáu là mình sẽ trích xuất dữ liệu ngày tháng nhé. thì ở đây giả sử mình có hai cái ngày để các bạn cần trích xuất thì đầu tiên là các bạn muốn lấy năm đúng không? Các bạn muốn lấy năm của cái ngày này thì các bạn sẽ dùng cái gì? các bạn sẽ dùng cái hàm YEAR các bạn bằng này kia đấy các bạn ấn tab nhé và các bạn, các bạn sẽ chọn cái ngày mà các bạn cần trích xuất năm ra đúng không? là OB35 đấy các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại các bạn enter đấy thì như vậy năm ở đây là năm 2021 đấy các bạn sẽ tích nút xuống đấy năm ở đây là năm 2022 tiếp theo để lấy tháng ấy, thì các bạn sẽ dùng cái hàm măn nhé đấy các bạn sẽ bằng là diện bằng cái hàng măn các bạn ấn tab măn của cái ô ngày tháng này này đấy các bạn enter thì nó sẽ ra tháng 12 đấy các bạn tích đúp xuống nhé thì nó sẽ ra cái tháng dưới này là tháng 1 còn tiếp theo ấy, là lấy thứ nhé thì các bạn chú ý nhé cái thứ đây các bạn sẽ dùng cái hàm weekday cộng với cả hàm ít nhé thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái hàm weekday trước Đấy các bạn sẽ bằng là diện bằng weekday các bạn ấn tab weekday của ô ngày tháng này này đấy các bạn enter đấy, thì như vậy cái ngày 15 tháng 12 là ngày thứ tư thì nó sẽ trả về kết quả là số 4 và ngày mùng 1 các bạn kéo xuống đây đấy thì ngày mùng 1 nó sẽ ra là ngày thứ bảy nó sẽ trả về 7 thì riêng cái hàm quốc đây các bạn lưu ý cho mình là gì ạ cái hàm quốc đây á hàm quốc đây nó trả về kết quả làm gì ạ nó trả về là một ý, thì nghĩa là chủ nhật nhé mùng một ý, thì nó là chủ nhật còn gì ạ còn từ hai kết quả của hàm quốc đây nó trả về từ 2 đến gì ạ 2 đến 7 thì nó sẽ tương ứng là gì ạ tương ứng là gì ạ? thứ hai đến thứ bảy đấy, riêng cái hàm quýt đây nó là như vậy, đấy, thì các bạn chỉ cần lưu ý cho mình là gì, nếu như mà quýt đây nó bằng một thì là chủ nhật, còn lại là từ hai đến 7 ý, thì các bạn sẽ trả về là thứ hai đến thứ bảy, cho nên ở đây các bạn phải kết hợp với hàm if nữa nhé, đấy, thì trước cái hàm quýt đây này các bạn sẽ cho là diện là if đấy, các bạn sẽ mở ngoặc ra, thì cái biểu thức logic là gì, chính là cái hàm quýt đây này luôn đúng không, cái hàm quýt đây này mà, mà diện mà, mà bằng một đúng không, bằng một thì các bạn phải các bạn trả về cái quả là diện là chủ nhật thôi, đấy, chủ nhật các bạn có thể viết tắt như thế này đúng không, đấy, các bạn sẽ đóng ngoặc kép này lại Đấy, phải. Còn nếu như các bạn muốn thêm cái chữ thứ vào nhé, các bạn muốn thêm cái chữ thứ, các bạn mở ngoặc kép ra, các bạn có thể ghi là diện là thứ. Đấy, thứ này. để các bạn cách ra các bạn đóng ngoặc kép, các bạn và với cái hàm bút đây luôn. Thì nếu như không phải bằng một thì nó sẽ trả về là từ 2 đến 7 đúng không? Đấy, các bạn mở ngoặc đơn là gì Là cái OB35 này này. Đấy, các bạn sẽ đóng ngoặc đơn này này Các bạn sẽ đóng ngoặc đơn để xong cái hàm if, đấy các bạn enter. Đấy thì nó sẽ trả về thứ tư và các bạn kéo xuống đây thì nó sẽ trả về thứ bảy giả sử ngày mùng 1 tháng 1 là thứ bảy đúng không? Bây giờ ví dụ ngày mùng 2 tháng 1 nhé Đấy, ngày mùng 2 tháng 1 các bạn enter thì nó sẽ trả về gì ấy? Nó sẽ trả về chủ nhật. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Vậy bây giờ mình sẽ cân chân Z để mình undo lại nhá. Thì thì nó sẽ là thứ bảy. Bây giờ mình muốn lấy tuần nhá. Thì có một hàm để các bạn lấy tuần là gì ạ? Là cái hàm week Loon. Các bạn sẽ bằng này. Week Loon. Các bạn ấn mũi tên xuống nhá, các bạn ấn tab. Thì cái hàm này nó sẽ trả về tuần. Các bạn tích vào cái ô ngày này. À, đấy các bạn sẽ đóng hoặc đơn ạ Các bạn enter thì nó sẽ trả về tuần 51 đúng không Đấy thì cái ngày này là ngày cuối năm rồi đúng không Thì nó sẽ trả về ngày 51 Là tuần 51 Thì một năm ấy sẽ có 52 tuần nhá Đấy các bạn sẽ kéo xuống đây Thì cái ngày mùng 1 tháng 1 ngày đầu tiên đúng không Thì nó sẽ là tuần 1 Bây giờ sử cái ngày các bạn đổi nhá Ví dụ ngày 31 tháng 12 đi Đấy 31 hoặc là ví dụ ngày 29 chẳng hạn đúng không Các bạn enter thì nó sẽ trả về là gì là cái tuần 53 thì cái năm 2021 này nó khá là đặc biệt nó sẽ có 53 tuần đấy về ví dụ là 27 đi 27 đi xem nó là bao nhiêu là gì vẫn là ví dụ mình sẽ là 24 đi 24 đi thì nó sẽ là tuần 52 đúng không đấy thì một năm ấy, thì thông thường nó sẽ có 52 hoặc là 53 tuần đấy thì với cái năm 2021 ấy, nó khá là đặc biệt là nó sẽ có 53 tuần nhé Ok sang ví dụ thứ bảy là mình sẽ làm về gì? tính số 5 cộng với cả tháng giữa hai ngày đấy thì ở cái ví dụ trên mình sẽ có là tính số tuổi tức là mình tính số năm rồi đúng không nhưng ở đây mình sẽ tính thêm là số năm và số tháng đúng không đấy tức là có bao nhiêu năm cộng bao nhiêu tháng đấy đấy thì đây các bạn sẽ kết hợp cái hàm biết ít nhá đấy các bạn sẽ bằng này các bạn sẽ bằng là gì bằng biết ít các bạn chú ý nhé, cái hàm biết ít này các bạn phải gõ đầy đủ đấy đấy nó sẽ không có gợi nhắc của cái hàm biết ít này đầu tiên là gì cái ô bắt đầu này đấy phải cái ô kết thúc này đấy phải các bạn muốn lấy gì ạ? Các bạn muốn lấy năm ấy thì các bạn sẽ mở ngoặc kép ra là y là lấy năm đúng không? Các bạn đóng ngoặc kép vào. Các bạn sẽ đóng hoặc đơn. Thì với cái hàm date ít mà các bạn lấy năm này ấy thì nó chỉ việc là là gì ạ? Là nó chỉ lấy tuổi tức là lấy số năm thôi. Đây các bạn cứ enter đi. Đấy thì nó sẽ trả về là 25 đúng không? Từ 19 đến 21 là 25. Đấy. Ở đây các bạn chú ý từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 28 tháng 12 năm 2021 thì nếu như đến ngày gì ạ? Đến ngày 15 tháng 10 ấy, thì nó đã là 25 rồi thì nó phải dư thêm là gì ạ? Thêm là 2 tháng và đâu đấy là 13 ngày nữa đúng không? Đấy, thì các bạn phải chú ý là các bạn phải thêm được nó là hai tháng nữa đúng không? Đấy thì các bạn, nếu như các bạn sửa cái chữ y dài bằng chữ y m ấy, thì là nó sẽ lấy là gì? lấy số tháng dư ra thôi. Tức là nó sẽ không tính số năm nữa nhá. Coi như là nó bỏ qua hai năm đi đúng không? Các bạn enter thì nó sẽ dư ra là gì? Là dư ra là hai tháng. Đấy đúng không? Cho nên mình sẽ kết hợp hàm date ít và cái hàm gì? và cái hàm hai cái hàm date ít, một cái là mình sẽ lấy y nhá, lấy cái tùy chọn y là lấy năm đúng không? À, các bạn sẽ và này, và các bạn sẽ ghi chú là gì các bạn cách ra là 5 tức là hai năm đúng không các bạn đóng vào kép này lại các bạn và gì hai à, năm các bạn cách ra các bạn đóng vào kép sau đó các bạn và này và vẫn là cái hàm đến ít nhé để các mở mở ngoặc ra này thì các bạn có thể copy luôn công thức này copy cái công thức đến ít trước này đấy các bạn nhớ chuột phải copy các bạn xuống đây à, các bạn bỏ cái đến ít này các bạn can trên v nhé đấy, đến ít ở đây các bạn sẽ thay y bằng gì bằng im là các bạn chỉ lấy cái phần tháng rơi ra thôi đúng không Đấy. Và gì ạ? Và đến ít thì cái date ít thứ hai này này thì nó sẽ trả về số tháng đúng không? Đấy các bạn sẽ và các bạn thêm một cái ghi chú nữa các bạn cách ra. Các bạn sẽ ghi là tháng. Đấy. Các bạn sẽ đóng hoặc kép lại. Đấy các bạn enter. Đấy, thì nó sẽ ra là gì ạ? Là 25 2 tháng đúng không? Bây giả sử như là tháng 1 đi. Tháng 0 năm gì ạ? Năm 2022 thì nó sẽ ra là gì? 25 3 tháng đúng không? Đấy các bạn enter. Đấy thì nó sẽ ra là 25 3 tháng. Đấy các bạn sẽ kéo xuống đây. Thì nó sẽ ra trường hợp thứ hai này là gì ạ? Là 1 năm, 2 tháng thì đây là để các bạn sẽ tính là các bạn sẽ lấy số năm và số tháng đúng không ok sang ví dụ thứ 9 ý, là mình sẽ tính cái ngày cuối cùng của tháng nhé thì ở đây giả sử mình có hai cái ngày này bây giờ mình muốn tính cái ngày cuối cùng của tháng đúng không tức là cái ngày 15 tháng 10 năm diễn năm 2019 ý, thì cái tháng này có bao nhiêu ngày đấy các bạn thì ở đây mình sẽ có hai cách nhé đấy thì các bạn sẽ dùng là gì thì... các bạn có hai cách là mình sẽ dùng cái hàm n đấy đầu tiên là cái hàm n này đấy các bạn ấn tab nhé thì cái thành phần của cái hàm end of month này là cái start date chính là cái ngày ở đây đấy phải cái thành phần tiếp theo ấy là cái số tháng mà các bạn cần tăng thêm thì ở đây các bạn chú ý là mình muốn tính cái ngày cuối cùng tháng tức là vẫn cái tháng đấy đúng không thì cái số tháng mà tăng thêm này cái thành phần thứ hai là hàm này, này, số tháng tăng thêm thì sẽ là không đúng không tại vì mình tính là ngày cuối cùng của cái tháng đấy thôi đúng không đây thì số tháng tăng thêm là không các bạn sẽ đóng bằng lại các bạn enter thì nó sẽ ra là ngày 31 tháng 10 đúng không thì cái ngày gì ạ cái ngày đây bất kỳ cái ngày nào của tháng 10 ấy, thì nó sẽ đều trả về gì ạ đều trả về cái ngày cuối cùng là ngày 31 tháng 10 đúng không? Đấy, ví dụ 18 hoặc là gì ạ? Ví dụ các bạn là ngày 30 chẳng hạn thì nó đều trả về cái ngày gì ạ? ngày cuối cùng là 31 tháng 10. Các bạn kéo xuống đây đều là 31 tháng 10. Đấy, ví dụ các bạn sẽ xem tháng 2 này có bao nhiêu ngày. Tháng 2 thì cái tháng 2 của năm 2020 ấy, là cái năm nhuận nhá, các bạn thấy không? nó khá là đặc biệt. Nó có 29 ngày. Thì còn ví dụ cái tháng 2 của năm gì ạ? Tháng 2 của năm 2019 nhá, ví dụ là ngày 18 đây. các bạn enter thì nó chỉ có 28 ngày thôi riêng tháng 2 thì nó thì những cái năm nhuận thì nó có 29 ngày đấy cái cách thứ hai là gì ạ các bạn có thể dùng cái hàm điện các bạn sẽ bằng gì ạ các bạn có thể dùng cái hàm hàm bếp nhá hàm bếp đấy thì nếu như mà các bạn lấy ia này các bạn sẽ lấy ia ia chính là ia của là lấy năm của cái ngày này đấy các bạn phẩy các bạn đóng ngoặc lại phẩy tiếp theo là lấy tháng đúng không tháng thì các bạn lại dùng cái hàm măn để các bạn sẽ tách ra là cái tháng này thì các bạn chú ý nhé cái tháng này là cái tháng 2 đúng không thì các bạn sẽ cộng thêm một để các bạn tăng lên một đúng không đấy các bạn phải và các bạn sẽ lấy ngày mùng một, một đấy các bạn sẽ đóng đơn ạ thì như vậy cái hàm đết này ấy, nó ý nghĩa là gì tức là nó sẽ lấy cái ngày đầu tiên số 1 này là lấy ngày đầu tiên của cái tháng tiếp theo tức là ở đây nó sẽ lấy là ngày mùng một, một tháng 3 năm 2019 đúng không là nó tăng lên gì ạ nó sẽ lấy cái ngày đầu tiên của cái tháng tiếp theo đấy và nó sẽ trừ đi một tức là lùi lại một ngày thì các bạn hiểu đơn giản là gì ạ mình sẽ lấy cái ngày đầu tiên của cái tháng sau đấy các bạn lùi đi một ngày nghĩa là sẽ lấy cái ngày cuối cùng của cái tháng đấy đúng không? Đấy các bạn enter thì nó sẽ ra là gì? Là vẫn là 28 tháng 2 ở đây đúng không? Đấy các bạn tích đúp xuống đây. Nó sẽ là 29 tháng 2 ở đây. Đấy, thì hai cách này nó sẽ ra kết quả là giống nhau nhé Đấy. Thì cái hàm S1Ban thì có vẻ nó đơn giản hơn đúng không? Đấy. Và sang cái ví dụ cuối cùng ấy là mình sẽ tính quý nhé Thì ví dụ một năm của mình có 4 quý đúng không? Một năm là có 12 tháng và có 4 quý. Đấy. Thì có thể là gì? Các bạn sẽ dùng cái hàm gì? Các bạn sẽ dùng cái hàm ROUNDUP và cái hàm MAN thì đầu tiên các bạn phải lấy các bạn sẽ bằng nhá thì số cái tháng đấy nó nằm ở quý nào ấy, thì đầu tiên các bạn phải lấy măn để lấy tháng chứ nhá ví dụ các bạn tích vào đây thì nó sẽ trả về tháng đúng không mình đổi cái này về dạng số nhá số hoặc là zero đúng không các bạn kéo xuống đây thì đầu tiên cái hàm man sẽ là lấy tháng thì cái tháng này ấy sẽ là quý mấy ấy, thì các bạn tích đúp vào đây thì trước cái hàm măn này ấy, mình sẽ dùng cái hàm ra đấy, mình sẽ dùng cái hàm rao ấp nhá đấy man của cái gì của cái tháng này các bạn phải chia cho gì chia cho ba bởi vì một năm ấy, các bạn chú ý nhé, 1 năm là có 12 tháng và mỗi và có bốn quý đúng không? Thì các bạn phải chia cho ba sẽ dư mấy thôi đúng không? Các bạn phải không? Tức là mình sẽ tăng nó lên. Đấy, nếu như mà ví dụ thể từ tháng ví dụ từ tháng 1 tức là từ tháng 1 đến tháng 3 là quý 1 đúng không? Thì từ 1 đến 3 các bạn chia ví dụ tháng 1 các bạn chia cho 3 nó không phải 333 đúng không? Các bạn phải rao ấp nó lên thì nó mới ra quý 1 đúng không? 2 cũng vậy và 3 cũng vậy. Tức là từ tháng 1 đến tháng 3 sẽ là quý 1 đúng không? Đấy. Cho nên đây mình phải dùng cái rao ấp và mình sẽ lấy ra ốc là lấy không tức là lấy lấy không lấy cái phần thập phân đúng không? Đấy, các bạn enter đấy, thì nó sẽ ra quý 1 tháng 2 là quý 1 mà các bạn tích vào đây đấy nó sẽ ra lần lượt là quý 3 và quý 4 ví dụ các bạn đổi thành diện tháng 4 đi tháng 4 sẽ là diện là quý 2 đúng không? các bạn enter đấy nó sẽ ra quý 2 đấy, thì đây là cách để các bạn sẽ lấy quý mấy nhá mình sẽ dùng cái hàm rao ốc và kết hợp với hàm mặt thì ok như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn là 10 cái ví dụ để các bạn sẽ hiểu hơn là cách làm việc với ngày tháng nhá trong công việc thì thực tế 10 cái ví dụ này là các bạn hay gặp nhất nhá là tính ngày giờ hiện tại là tính tuổi tính số ngày thứ đúng không Đấy, rất là chi tiết ok như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học excel nhá xin chào và hẹn gặp lại